Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, làm 4 mẹ con tử vong. Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu và đang truy tìm tài xế xe ben chở vật liệu xây dựng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7, ô tô tải biển kiểm soát 88C28849, xe 15 tấn, chở cát đá sỏi, lưu thông trên đường DH05, hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi đi đến ngã tư đường DH05 giao với đường Ba Tràng, lái xe không giảm tốc độ và tông vào thùng xe tải biển kiểm soát 29C59775 do anh Lê Văn Ngà, sinh năm 1966, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội điều khiển. Chưa dừng lại ở đó, do cú tông mạnh khiến xe tải do anh Ngà điều khiển văng vào xe máy biển kiểm soát 29B108721 do chị NTH, sinh năm 1992, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội điều khiển. Trên xe máy lúc này còn có 3 người con của chị H là cháu O, sinh năm 2011, cháu M, sinh năm 2013 và cháu S, sinh năm 2015. Vụ việc khiến xe máy chị H cùng những người trên xe bị ép vào thành cầu bắc qua mương nước. Hậu quả, 4 mẹ con chị H tử vong. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe ben chở vật liệu xây dựng đã rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra nồng độ cồn ma túy thì lái xe tải Lê Văn Ngà không vi phạm. Tuy nhiên, tài xế Lê Văn Ngà bị gãy xương đòn, hiện đang điều trị trong bệnh viện. Cơ quan chức năng xác định chủ xe ben chở vật liệu xây dựng là chị Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tài xế là Đoàn Văn Lương, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Cao Bằng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ người đàn ông dùng dao tấn công một người phụ nữ rồi tự sát trong quán trà sữa ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, khiến cả hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 15 tháng 7, ông HVH 39 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, hẹn bà MTV 42 tuổi ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đến quán trà sữa trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Sau đó cả hai xảy ra cãi vã, ông H đã dùng dao tấn công bà V khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm dùng dao tự sát và tử vong. Thời điểm xảy ra vụ án, trong quán có một số người, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản. Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra. Tối cùng ngày, người thân của các nạn nhân đã đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Theo ghi nhận của phóng viên, rất đông người hiếu tụ tập để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Đến 21 giờ 30 ngày 15 tháng 7, Công an quận 12 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hạ độc bằng cyanua làm nhiều người tử vong ở tỉnh Đồng Nai, đến nay, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ động cơ gây án của bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Thị Hồng Bích khai, do bị chồng và hai người cháu luôn tìm cách ngăn cản, không cho cờ bạc đề đóm, người phụ nữ này đã bỏ cyanua vào đồ ăn thức uống của họ. Ngay sau đó, đến lượt cha đẻ là ông H và con trai tử vong một cách đầy bí ẩn. Gây án xong, Nguyễn Thị Hồng Bích vội vàng đi làm thủ tục nhận 800 triệu tiền bảo hiểm của người đã qua đời, đem đi trả nợ và tiếp tục nướng vào trò đỏ đen. Chưa dừng lại khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt với chị dâu xung quanh chuyện sửa nhà và mua bồn rửa chén, Nguyễn Thị Hồng Bích tiếp tục ra tay với cháu ruột của mình. Nghĩ rằng những bí mật động trời được chuẩn bị kín kẽ sẽ mãi vùi sâu dưới ba tấc đất. Nhưng Nguyễn Thị Hồng Bích không ngờ cơ quan công an đã chứng minh được Bích chính là thủ phạm gây ra các vụ đầu độc. Đối mặt với điều tra viên, Nguyễn Thị Hồng Bích trả lời vanh vách về động cơ đầu độc chồng và các cháu. Nhưng khi được hỏi về sự qua đời bí ẩn của cha ruột và con trai, thì Nguyễn Thị Hồng Bích tìm mọi cách lảng tránh. Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 22 tháng 6 năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc con trai mình tên là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên,
sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiều khả năng bị đầu độc. Buổi sáng cùng ngày, người phụ nữ này phát hiện con trai mình trong tình trạng hôn mê bất thường, nên lập tức đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện các thủ pháp cấp cứu và làm các xét nghiệm, qua đó xác định nạn nhân bị nhiễm chất độc cyanua. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ xuống hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nhân Trạch triển khai khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra còn ghi nhận lời khai từ những người dân xung quanh để mở hướng điều tra vụ án. Sau ít ngày tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng, nhận thấy Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, cô ruột của Thiên, cùng sống chung nhà tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nên các trinh sát đã tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích. Đến ngày 5 tháng 7 năm 2024, xác định đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thị Hồng Bích chính là hung thủ đã đầu độc cháu ruột mình bằng cyanua. Ban chỉ huy phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về tội giết người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bích, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, đồng thời thu giữ một chai nhựa được Nguyễn Thị Hồng Bích chôn giấu ở nghĩa trang, bên trong có chứa 700 gram tinh thể, qua giám định xác định là cyanua. Tại cơ quan công an, lúc đầu Nguyễn Thị Hồng Bích không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đưa ra bằng chứng tài liệu thu thập được tại hiện trường, Nguyễn Thị Hồng Bích đã cúi đầu nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. Theo lời khai của Nguyễn Thị Hồng Bích, xuất phát từ những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa những người thân trong gia đình đối với Nguyễn Thị Hồng Bích, nên Bích đã nảy sinh ý định sát hại những người này cho khuất mắt. Với suy nghĩ là phải ra tay nhưng cũng không thể lộ sơ hở để cơ quan chức năng có thể phát hiện, Nguyễn Thị Hồng Bích đã chuẩn bị sẵn một chai cyanua giấu trong ngăn tủ được khóa cẩn thận trong nhà vệ sinh để chờ cơ hội ra tay. Đầu tiên là anh NTTT, chồng của Bích, sinh năm 1986, ngụ cùng địa chỉ, do tật ham mê cờ bạc dẫn đến kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Nhưng khuyên ngăn một thời gian dài mà anh T không thay đổi, lại còn la mắng Bích thậm tệ nên Bích nảy sinh ý định loại trừ chồng vĩnh viễn để khỏi làm phiền đến mình. Đến sáng sớm một ngày tháng 10 năm 2023, biết anh T bị bệnh, đang uống thuốc điều trị. Nhưng thời điểm ấy anh T lại đi làm và bỏ túi thuốc ở trên bàn phòng ngủ. Nên Bích lập tức lấy những viên thuốc còn nhộng đem rút hết ruột rồi mở ngăn tủ trong nhà vệ sinh lấy bình chất độc cyanua cho vào thay thế. Sau đó bỏ lẫn lộn vào trong túi thuốc đặt lại vào chỗ cũ trước khi rời khỏi nhà nhằm tạo yếu tố ngoại phạm nếu vụ việc chẳng may vỡ lở. Đến trưa cùng ngày, thấy chồng trên đường đi làm về, Bích lén theo sau mà không để bị phát hiện cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh T uống hết những viên thuốc do Bích tráo đổi thì mới tiếp tục đi ra khỏi nhà. Và hai ngày sau khi anh T qua đời, Bích tung tin với những người xung quanh rằng anh bị đột quỵ rồi nhanh chóng đưa đi hỏa thiêu. Ít ngày sau đó, Bích tìm gặp em gái mình để mượn tiền nhưng liên tục bị từ chối vì cho rằng Bích mượn tiền là để nuôi bồ. Vừa được công khai ngay sau khi chồng qua đời. Biết chuyện, người anh trai cũng khuyên Bích rằng nên tìm một người có công ăn việc làm ổn định để chăm lo cuộc sống, chứ Bích cũng không làm gì ra tiền mà lại nuôi thêm một người khác thì cuộc sống sau này sẽ không ổn. Cho rằng em gái và anh trai là kỳ đa cản mũi, muốn chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu, Bích nảy sinh ý định dằn mặt để đối phương thấy mà sợ. Canh lúc người em gái và anh trai đi làm vắng nhà để hai đứa con là bé NKD sinh năm 2017, con của em gái, và bé NHN 12 tuổi, con của anh trai. Bích lấy cyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó. Đến đầu tháng 6 năm 2024, khi ngồi bàn chuyện sửa nhà, giữa Bích và chị dâu xảy ra cãi cọ qua lại vì mỗi người một ý. Chiều tối cùng ngày, khi thấy chị dâu đang rửa bát, Bích chen ngang đòi rửa trước và cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau. Cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, trong khi anh trai mình lại dung túng cho vợ làm nhục mình, Bích lập tức nghĩ đến việc trả thù. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, phát hiện con trai của chị dâu là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên nổi nhiều mụn trên mặt. Nhận thấy cơ hội ra tay đã đến, Bích giả vờ nhẹ nhàng trò chuyện và nói rằng có biết tòa thuốc chữa trị hiệu quả.
Nói xong, Bích lập tức chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên dạng con nhộng mang đổ hết ruột đi, rồi nhồi cyanua vào trong, đưa cho Thiên uống. Sáng ngày 22 tháng 6, phát hiện Thiên có biểu hiện lạ như khó thở, nôn ói, nhức đầu rồi ngất xỉu. Cha mẹ đã lập tức đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Sau khi tiếp nhận kết quả xét nghiệm từ các bác sĩ, cha mẹ Nguyễn Hoàng Bảo Thiên nghi con mình bị đầu độc bằng cyanua nên đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có thể đổ bể, Bích lập tức mang chai nhựa cyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Mặc dù Bích đã nhận tội, nhưng phía sau những lời khai ấy dường như còn chứa đựng khá nhiều những uẩn khúc, bí mật mà Bích cố tình che giấu. Theo một điều tra viên, sau khi phá vỡ sự im lặng ban đầu, Bích lập tức khai vanh vách giống như một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước mà không hề có chỗ nào vấp váp hoặc phải dừng lâu để nhớ lại. Suốt quá trình cho lời khai, Bích thể hiện bộ mặt lạnh lùng, không chút e sợ, không có bất cứ biểu hiện hối hận nào trước những hành vi mất nhân tính với chính những người thân trong gia đình mình. Đáng chú ý, khi được hỏi về số tiền bảo hiểm tổng cộng 800 triệu đồng, Bích trả lời rằng đã trả nợ, nhưng không nói nợ tiền gì và nợ ai. Khi đến khu vực Bích sinh sống tìm hiểu thì được một số người dân cho biết Bích mới chính là người ham mê đề đóm cờ bạc và thiếu nợ các chủ ghi đề, song bài khá nhiều tiền. Không chỉ vậy, bạn trai mới của Bích cũng là người ham mê cờ bạc không kém. Khi được hỏi về sự qua đời bí ẩn của người cha và đứa con trai ruột thì Bích tỏ ra bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời rằng bệnh qua đời và cũng không tỏ chút thương tiếc đối với đấng sinh thành và đứa con mà Bích dứt ruột đẻ ra. Trước khi biết chuyện, bà con thường thấy Bích thể hiện là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội và mỗi khi gặp khó khăn thì nhiều người trong xóm đều nhiệt tình giúp đỡ, cho vay tiền. Chỉ đến khi Bích bị cơ quan công an bắt và trên các phương tiện truyền thông đăng tin về việc Bích dùng cyanua đầu độc người thân, thì bà con mới giật mình hiểu ra rằng tất cả những gì mà Bích thể hiện trước mọi người chỉ là cái vỏ bọc để che đậy hành vi tội ác. Bà con hàng xóm nhà Bích cũng nhớ lại rằng đám tang của chồng và con Bích đều cho mang đi hỏa táng rất nhanh chóng, chứ không để chờ bà con phúng viếng như bình thường. Thưa quý vị, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 13 tháng 7, một số người dân sống tại hẻm 497 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói đen nghi ngút. Những người này chạy tới xem thì phát hiện một căn nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm bốc cháy, cánh cửa tầng trệt bung khỏi khung sắt, nhiều mảnh kính văng tung tóe. Lúc này, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, một số người dùng nước và bình cứu hỏa dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Theo một vài người dân, khi xảy ra vụ cháy, căn nhà khóa cửa bên trong và tắt đèn. Lúc này, có 3 người bên trong, gồm một bà cụ và một người nam, một người nữ. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ phải dùng thang chuyên dụng tiếp cận nhà cháy. Đồng thời, nhiều người dân sống gần nhà bị cháy cũng tháo chạy ra bên ngoài, thoát khỏi nguy hiểm. Đến 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngay sau đó, các chiến sĩ phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong trong hiện trường vụ cháy. Nạn nhân là một bà cụ trên 90 tuổi và một người con trai và một người con gái của cụ. Hiện Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong. Thưa quý vị, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ việc chú rể rượt đuổi tấn công hành hung tài xế, gây náo loạn trên khu phố sau khi xe ben chở vật liệu xây dựng va chạm với ô tô biển kiểm soát 51F79467 đang trên đường đi rước dâu. Theo video mà người dân cung cấp, sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe ben xuống xe thì bất ngờ bị một người đàn ông ăn mặc lịch sự, được cho là chú rể, xông tới tấn công hành hung tới tấp. Lúc này, tài xế xe ben bỏ chạy nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đuổi theo hành hung. Nhiều người đi đường và một số người trong đoàn rước dâu đã nhanh chóng chạy đến can ngăn sự việc. Trong khi đó, cũng có vài người đuổi theo tài xế xe ben.
Trao đổi với Vietnamnet, anh Hát, tài xế xe ben xác nhận bản thân là người bị hành hung và sẽ trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Theo anh Hát, khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7, khi điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Cử có va quẹt nhẹ vào xe đám cưới. Khi anh Hát xuống để nói chuyện thì bất ngờ bị người đàn ông tấn công liên tục, khiến anh không kịp trở tay. Anh Hát nói, sau khi trình báo sự việc lên cơ quan công an, anh Hát sẽ đi khám vì thấy nhiều nơi đau nhức. Trao đổi với Vietnamnet, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin. Khi biết tin vụ việc, đơn vị đã cử người ra hiện trường nhưng mọi người đã giải tán hết. Hiện các lực lượng chức năng đang truy xuất camera an ninh và thu thập các hình ảnh liên quan để làm rõ vụ việc, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mức phạt 27,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng. Theo quyết định do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt tổ chức thực hiện diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn các tiết mục Biển Tình, Người Đi Ngoài Phố, Nếu Đời Không Có Anh, Huyền Thoại Một Chiều Mưa, sử dụng trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo, biểu diễn trước khán giả, vi phạm theo kết luận của Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt với mức tiền 27,5 triệu đồng. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B, khoản 9, điều 11, Nghị định số 38 năm 2021, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày nhận được quyết định này. Quyết định nêu rõ, ông Huỳnh Minh Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Huỳnh Minh Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời các tổ chức, cá nhân liên quan, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà thiết kế đến trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi. Sở cũng đã nhắc nhở, đề nghị công ty Tiếng Hát Việt, các cá nhân tham gia biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, nhận thức chính trị, chú ý đến vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội trong thời gian tới. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!